Rồi, ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Thì trong những nhóm đang ở hiển thị trên màn hình, chắc là ít nhất các bạn cũng tham gia vào một nhóm phải không? Rồi, thì nhóm này được lập ra với mục đích là để chia sẻ kinh nghiệm hoặc là mua bán, trao đổi những cái hàng cây nắp ấm hoặc là cây bắt mồi các kiểu con đại điểu. Thì trong quá trình mà các bạn lướt trên những cái hội này, à mình quên, những cái hội này là trên Facebook nha mọi người, chứ không phải là Twitter hay là Zalo hay là gì cả. Thì các bạn lên trên Facebook, các bạn gõ là hội cây nắp ấm hay là hội cây bắt mồi hay là hội cây ăn thịt thì hệ thống sẽ hiện lên tên của những hội này cho các bạn. Và mình khuyên chân thành các bạn, tốt nhất là các bạn nên gia nhập những cái hội nhóm này, giúp cho một phần là các bạn có thể mua được những cái cây giá rẻ, thứ hai là các bạn cũng có thể tìm hiểu được cái cây của các bạn đang trồng là cái cây gì. À rồi, ok, quay trở lại với mục đích của video ngày hôm nay. Thì mình xin hỏi các bạn rằng là ít nhất là các bạn cũng tham gia một hội bên trong này phải không? Thì khi trong quá trình mà các bạn lướt trên Facebook thì các bạn sẽ thấy là anh em share về những cái chủ đề của cây bắt mồi, ví dụ như là cây nắp ấm nè. Đấy, cây nắp ấm hay còn gọi là nếp bên đét, hay anh em hay gọi là nếp á mọi người. Nhiều bạn mới vừa chơi các bạn không hiểu là nếp là gì, nhiều khi cũng có bạn thắc mắc với mình rằng nếp có phải là cái hạt lúa nếp hay không mọi người. À thì nếp bên đét có nghĩa là tên khoa học của cây nắp ấm nha. Cái cây loại cây thứ hai mà các bạn hay thấy nhất đó chính là cái cây gọng vó Rosiga. Đấy, Rosiga này, sẵn cái clip này là mình sẽ chú thích từng tên để mà các bạn có thể là dễ dàng các bạn tra khảo trên khi mà các bạn tra Google hơn. Chứ mà bây giờ gì, mình cũng đã nói rồi là mình phát âm tiếng Anh rất là dở. Thật sự là như thế, mình phải thú nhận vậy luôn, vì nhiều khi mình phát âm cái là các bạn hiểu sai nghĩa hết trơn à. Rosiga hay còn gọi là gọng vó nè. Cái cây thứ hai mà các bạn hay gặp đó chính là Bilis. À sẵn tiện mình nói, Bilis này là cái họ của cây nha mọi người. À họ của cây chứ không phải là cái tên kiểu giống như các bạn ghép Rosiga ghép với Bilis là Rosiga Bilis đâu, không phải đâu. Cái này là họ thôi, thường thường anh em mình gọi là Bilis nên mình gọi là Bilis luôn. Thì cái tên của cái cây này được gọi là, thì cái tên của cái cây này trong tiếng Anh là Rainbow Plant. Thì tại sao mà tự nhiên nó có từ cỏ cầu vồng nhưng mà sao không có từ cỏ là wheat hoặc là grass? À, tại sao mà họ không để là rainbow wheat? Rainbow wheat thì cái tên như thế nào thì mình sẽ chú thích vào nha mọi người. Ấy thì cái rainbow wheat khi mà các bạn tra lên trên Google chắc chắn là nó sẽ ra một cái cây happy vui vẻ. Rồi ok, quay trở lại với vấn đề của chúng ta, đó là cái cây này có tên gọi là cỏ cầu vồng ở tên Việt hóa nha, chứ mà các bạn tra cỏ cầu vồng nhiều khi là Google sẽ không hiểu, hơn thì nó sẽ ra kết quả. Tốt nhất là các bạn tra là Bilis như thế này. À cái cây tiếp theo mà các bạn hay gặp đó chính là Dionea. À cuối cùng mình cũng đã phát âm được bé nó rồi nha. Dionea hay còn gọi là cây bể kẹp nha mọi người. Đây đây là dòng cây khá là phổ biến trong giới chơi cây bắt mồi của chúng ta hiện nay. Cái cây tiếp theo đó chính là Sarracenia hay còn gọi là cái cây hố bảy. Điển hình nhất ở đây là hố bảy lùn. Thực sự là mình khá là thích hố bảy lùn tại nó lùn lùn, nó mập mọi người. Đây. Rồi cái cây tiếp theo mà các bạn sẽ hay gặp đó chính là Utricularia hay còn gọi là cỏ giấy. Cỏ giấy này thì cũng khá là nhiều bộ môn chơi cái cây này, nhất là bộ môn thủy sinh cũng có chơi nữa nha mọi người. Cỏ giấy là nằm bên trong cái danh mục thủy sinh và nó cũng là một dòng cây bắt mồi. Rồi ok, tiếp theo đó chính là cỏ cây Pinguicula hay còn gọi là cỏ bơ. Hay trời ơi, bị lấn chữ nè, nói chung là một cái lỗi edit thôi, kệ nó đi. Cái cây này thì gọi là cái cây cỏ bơ, nói chung là nó những cái cây mà mình để ở trong này là chủ yếu là để đại diện thôi. Nó rất là nhiều dòng khác nhau nha mọi người. Nhưng mà mình thì mình chỉ lấy cái dòng đặc trưng nhất, một là cái cây đó của Việt Nam, hai là nó nhiều. Rồi tiếp theo đó chính là Cephalotus hay mọi người còn gọi là ấm đất. Cái cây tiếp theo mà các bạn sẽ hay gặp đó chính là Heliamplora Fora. À cái này thì hiện tại là nó chưa có tên Việt hóa nha mọi người, nên mình một số cây mà chưa có tên Việt hóa thì mình sẽ để nguyên tên của nó luôn.
Helium Laura thì các bạn nhìn vào các bạn mới vừa chơi thì chắc là các bạn sẽ thấy là nó na ná giống như cái cây hú bảy Sarracenia vậy đấy, nhưng mà nó là một cái họ khác nữa nha mọi người. Rồi cái cây tiếp theo thì nói chung là từ khúc này trở đi là sẽ đa số là những cái cây nó hơi lạ, vì mình tập mình cố tình mình tổng hợp theo kiểu giống như là những cái tính phổ biến của cây, ví dụ là ấm đáp ấm là nhiều nhất này là nó sẽ xuất hiện đầu tiên, rồi tiếp theo là cũng bó được cái kiểu con đại điểu. Thì cái cây này có thể là các bạn mới vừa chơi các bạn sẽ thấy nó hơi lạ một xíu, đó chính là Stylidium. Stylidium, à cuối cùng mình cũng đã phát âm được nó rồi. Đấy, hay còn gọi là cái cây đập ruồi nha mọi người. Đấy, xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem nó đập như thế nào, nó mắc cười lắm mọi người. Rồi thì cái cây cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là hú bảy Darlingtonia, Darlingtonia hay còn gọi là rắn hổ mang đó mọi người. Thì cái cây này các bạn nhìn vào là sẽ thấy ba cái cây này, nhất là Darlingtonia, Helium Laura với lại Sarracenia, nó na ná nhau nhưng mà thực ra là nó là ba dòng khác nhau hết nha mọi người. Thì cái cây Darlingtonia này mình thấy là khá là ít người có, thậm chí mà chỉ có đếm trên một bàn tay thôi mọi người, nguyên một cái cộng đồng mà chỉ có trên bàn tay thôi, là các bạn thấy là nó hiếm tới cỡ nào. Stylidium thì hồi đợt vừa rồi mình thấy là có bên chị Thu HD có order về và cũng khá là nhiều bạn sưu tập được rồi. Đấy, thì lướt vòng trên hội thì chúng ta sẽ bắt gặp 11 dòng thông dụng. À, vậy 11 dòng thông dụng các bạn sẽ chắc là sẽ có một số bạn đặt ra câu hỏi rằng ủa vậy nó có tổng cộng là bao nhiêu loài cây bắt mồi vậy anh? À thì thôi, quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta hôm nay, đó chính là trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì trong video này mình sẽ tổng hợp những loại cây bắt mồi trên thế giới nha mọi người. Trên thế giới có bao nhiêu loại và tên của bé nó là gì, cái cách thức bắt mồi của bé nó như thế nào thì mình sẽ giải đáp trong video này. Và đây là tập đầu tiên của series Vienna câu hỏi và câu trả lời nha mọi người. We có nghĩa là question, A có nghĩa là answer, thì Vienna có nghĩa là câu hỏi và câu trả lời. Series này là mình sẽ giúp cho các bạn giải đáp một số cái câu hỏi mà các bạn đặt ra trong quá trình trồng cây, hay là các bạn đặt cho mình, các bạn hỏi mình. Đấy, thì đây là tiêu đề hồi nãy giờ mình quên mình trình chiếu qua mọi người. Có bao nhiêu loại cây bắt mồi trên thế giới. Thì theo như Wikipedia năm 2022 do mình tổng hợp có tới 20 loài cây bắt mồi trên thế giới nha mọi người. 20 loài. Thật sự lúc mà mình làm video này xong mình thấy là thật sự là mình rất là nông cạn mọi người. Thậm chí mà có những dòng ủa nó có khả năng bắt mồi hết ta, kỳ vậy. Sao mình không biết tới? Trời ơi. Thì có một cái fun fact nhỏ nhỏ trước khi mà vào video này là mình đã từng sưu tập tới 9 dòng rồi nha mọi người, cũng được phân nửa chặng đường những loài cây bắt mồi trên thế giới. Nhưng mà càng về sau thật sự càng ngày nó càng rất là khó sưu tập mọi người, thậm chí mà có những cây mà với những người mà chơi cây của nước ngoài đó họ còn không có, nó không chỉ gì chúng ta muốn order về một bé về nhà chơi. Rồi ok, để bắt đầu series 20 loại cây bắt mồi này thì mình đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bạn là loại nắp ấm Nepenthes. Nắp ấm Nepenthes thì gồm có 170 loài, cộng 2 loài chưa được mô tả. Nói chung là mình thì mình cũng chưa có kiểm tra là 2 loài đó là 2 loài gì, nhưng mà nếu như mà nó ghi là 2 loài chưa mô tả là chắc chắn là nó sẽ chưa có cái tên khoa học chính thức của nó đâu. Thì cái loài nắp ấm mà các bạn đang xem trên video đó chính là Nepenthes thorelii. Thì cái cây này là nằm trong sách đỏ Việt Nam, và các bạn mới vừa chơi các bạn nhìn vào sẽ thấy là nó khá giống với dòng cái cây Campuchiana. Tại vì thì á, mình muốn để cái cây Nepenthes thorelii vào bên trong này để giới thiệu đến cộng đồng chơi cây bắt mồi. Vì cái cây này nó đang nằm bên trong sách đỏ của Việt Nam, trong bên trong tự nhiên còn khá là ít luôn nha mọi người. Loài tiếp theo đó chính là loài gọng vó Rosera. Rosera thì có 208 loài. Ui dồi ôi, sưu tập cả đời chưa chắc gì hết đâu nha mọi người. Ấy thì dòng đại diện mà mình muốn kể đến cho các bạn đó chính là Rosera Bumini. Dòng này là khá là nổi tiếng trong những khu rừng của Việt Nam nha mọi người, nhất là Bình Châu. Một địa điểm kiểu giống như là nguồn cội của những anh em chơi cây bắt mồi. Rồi ok, loại tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là loài cỏ giấy Utricularia, gồm 240 loài. Ôi dồi ôi, nó còn nhiều hơn cả mấy cái cây kia nữa mọi người. Thế mình sẽ tạm chia ra thành hai loại đi. Hai loại đó chính là cái cây đầu tiên
có thể là các bạn ở dưới quê, nhất là những tỉnh Long An đồ các kiểu, con đại biểu có hồ hồ hoặc là con rạch con mương gì đấy, chắc là các bạn sẽ thấy cái cây này khá là quen thuộc. À thì Việt Nam của chúng ta gọi cái cây này gọi là cái cây rong trứng nha mọi người. Rong trứng thì tên khoa học của nó là Utricularia aurea. Nói chung là lúc mà mình tra thì mình thấy là có khá là nhiều tên khác nhau nữa, nhưng mà mình thấy là cái khi mà tra Utricularia aurea thì nó sẽ ra được cái cây nó giống với cái cây rong ly của Việt Nam mình. Thì đây là hoa của nó nè, hoa vàng, nói chung là khá là đẹp. Mình thì mình cũng đã từng chứng kiến rồi, và thật sự là lúc đó là mình chưa có làm kênh YouTube nên thành ra mình không có quay được cho mọi người. Lúc đó mình vớt chắc cũng phải 5-6 kg. Cuối cùng về chồng không sống được cây nào. Chồng nó rất là khó nha mọi người. Rồi nó khó thì không phải là khó quá đâu, vì kiểu giống như là muốn trồng cái cây này đó là các bạn phải nuôi cá. Lúc đó là mình không có nuôi cá mọi người, mình để cái cây này vào bên trong cái chậu nước rồi mình trồng nó thôi, cái gốc cuộn từ nó lụi và nó chết. Nên các bạn nào mà muốn trồng cái cây này tốt nhất là các bạn nên nuôi cá kết hợp với cá bảy màu này hoặc là cá li thi này, nói chung là cá cảnh là nó sẽ sống, nó ngộ lắm mọi người, nhưng mà phải để ngoài nắng nha, để mà nó có nắng nó hấp thụ. Cái loài thứ hai trong họ Utricularia hay còn gọi là cái cây cỏ giấy. Cỏ giấy là như thế nào? Vì các bạn có thể thấy là những cái cọng của nó nè, những cái cọng siêu mỏng, nên nó mỏng như tờ giấy vậy mọi người, nên mọi người hay gọi là cỏ giấy. Thì loài đại diện mà mình muốn kể đến cho các bạn cũng như là cái loài này khá là hiếm trên Việt Nam, và mình may mắn đợt vừa rồi mình đi quay phim đó. Bạn nào mà xem cái series mà quay phim bên ngoài tự nhiên của mình chắc là các bạn cũng biết cái cây này. Thì sau khi mà mình tra và mình hỏi một số anh em trong hội thì ra được cái tên khoa học của nó là Utricularia stiatula. Utricularia stiatula. Thì bé này là mình đặt tên của nó là công chúa nhảy trong rừng. Y chang như bộ váy nè mọi người thấy không? Hai cái tay của công chúa nè, rồi cái này là bộ váy nè. Ui dồi ôi quá đẹp. Thì khi mà cha cái từ Utricularia stiatula thì nó sẽ ra một, hình như mình thấy rằng là nó là một clone khác của cây này. Cái cây của Việt Nam các bạn thấy là nó rất là rõ ràng cái tay luôn, nhưng mà bên này thì lại không có tay của nó. Rồi ok, thì sẵn mình đang nói về cái cây cỏ giấy thì mình sẽ nói với các bạn cái cách để mà nó bắt mồi luôn nha mọi người. Thực sự là cái cây này khá là khó để mà thấy được bé nó bắt mồi, vì bé nó được mệnh danh rằng là cái cây có tốc độ bắt mồi nhanh nhất thế giới. Các bạn không làm đâu, nhanh nhất thế giới, thậm chí mà còn nhanh hơn cả cái cây bẫy kẹp luôn nha mọi người. Ôi ôi, nhanh hơn cây bẫy kẹp. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ trình chiếu cái video mà về cái cách bắt mồi của cây. Rồi ok, trước khi mà bắt đầu video này mình muốn các bạn nhớ một điều. Cái cây này nãy giờ mình nhắc rất là nhiều lần, đó chính là nó nhanh nhất thế giới. Nên các bạn sẽ thấy trên cái màn hình nó có chữ Super Slow Motion. Gọi là siêu chậm nha mọi người. Siêu chậm chứ không phải là đây là tốc độ thật của nó đâu. Nó rất là nhanh, xíu nữa chúng ta sẽ xem cái tốc độ thật của nó là như thế nào nha mọi người. Thì trên hình là các bạn đang thấy rằng là nó có một cái đĩa. Cái túi này, túi bắt mồi này nó có cả trên hai cây, vì nó có cùng họ với nhau nên y chang nhau à mọi người. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu trình chiếu video nha mọi người. Đây là cảnh quay chậm của cái cây này. Các bạn thấy chưa? Chỉ cần nó hút vào một cái, các bạn thấy nhẹ nhàng thân thiện không? Nhưng mà cái tốc độ này gọi là tốc độ siêu chậm của nó nha. Thì cái tốc độ này là đã được hệ thống phần mềm xử lý mà giúp cho nó chậm lại rồi, chứ mà chúng ta không thể nào mà chúng ta bắt được đâu, thật sự là như thế. Và rồi ok, thì sau đây là đoạn clip biểu thị cái tốc độ thực của nó trong không kiểu giống như không có một cái phần mềm nào xử lý này. Ó các bạn thấy không? Ó ôi dồi này, lại nè ó. Mình tạm dừng xíu nha. Đấy các bạn thấy không, kiểu giống như là cái con hình như mình thấy rằng nó là cái con rặn nước hay là cái con gì ấy, đang bơi bình thường tự nhiên nó ót cái gen mà các bạn hay thấy anh em comment trên mạng là đang di chuyển tôi chuyển sinh lúc nào không hay, thì cái này y chang như thế là mọi người. Nó đang bơi từ tự nhiên hút cái ót và nó nằm bên trong cái túi bắt mồi của cây. Các bạn có thể thấy rằng khi mà nó bắt xong á là cái miệng của cái túi á
nó co lại luôn nè. Rồi ok, mình sẽ cho nó chạy nốt cái video này, và đằng sau nó còn một đoạn nhỏ nữa. Đây lại nè. Ôi ôi, siêu nhanh siêu kia nha mọi người. Đây thì đây chính là cái tốc độ bắt mồi thật của bé, nó không có qua kiểu như phần mềm chỉnh sửa gì cả, cực kỳ chậm luôn. Thậm chí mà cái clip này là mình sưu tầm trên mạng đây, các bạn có thể thấy là mình để nguồn ở đây nha. Bạn nào mà muốn xem đó thì các bạn tra cái tên của cái trang này, để mà họ là nó sẽ hiện cái clip thật ra. Thực sự là cái clip này nó khá là dài nên mình chỉ cắt một phần nhỏ thôi để mà các bạn mình trình chiếu cho các bạn xem. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục giới thiệu về những dòng cây bắt mồi khác nhau nữa. Dòng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn, và cũng là dòng mà các bạn mình nghĩ rằng là chắc 99% là những người trong họ là ít nhất một lần chơi cái cây này, hoặc là các bạn lấy cái cây này làm cái cây khởi nghiệp đầu tiên trong cái kiểu hành trình chơi cái bắt mồi. Đó chính là cái cây bẫy kẹp Venus flytrap, hay còn gọi là, hay tên khoa học của nó còn gọi là Dionea muscipula. Cuối cùng mình cũng đã phát âm được nó rồi nha mọi người. Đấy, thì cái loài này gọi là hơn 100 loài, và những có khá là nhiều loài chưa được công bố nha mọi người. Thậm chí mà nhiều khi mình tra cái tên nó lên nó không có luôn á, là các bạn biết rồi. Thì cái cây này nó khá là quen thuộc rồi nên mình cũng không cần phải giới thiệu quá là nhiều rồi ha. Chúng ta sẽ qua cái cây tiếp theo. Cái cây tiếp theo cũng khá là quen thuộc, đó chính là hố bẫy Sarracenia. Thì cái cây mà các bạn hay thấy nhất và anh em hay nhập từ bên Trung Quốc về, đó chính là cái cây hố bẫy Sarracenia buburea, hay còn gọi là hố bẫy lùn nha mọi người. Thì đây là chính là cái hoa của bé nè. Khi mà nó ra hoa thì nó sẽ có một cái cành, nó chìa lên, bông hoa khá là đẹp nha mọi người. Rồi ok, cái cây tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là loài cổ bơ Pinguicula. Pinguicula thì nó có tổng cộng là 83 loài nha mọi người. Thì trong tương lai thì có thể là nó sẽ xuất hiện loài mới hay là gì đấy, nhưng mà hiện tại là năm 2022 thì theo mình cập nhật là nó có 83 loài theo Wikipedia nha. Còn những trang khác nó có hơn hay là nó có thấp hơn thì các bạn thông cảm mình, thì vì mình không có thời gian mình tổng hợp quá là nhiều nguồn. Rồi ok, thì cái cây Pinguicula này thì cái cách thức bắt mồi của nó y chang như cái cây gọng bó đó mọi người. Thì trên cái lá này nó sẽ tiết keo. Đây các bạn có thể thấy rõ trên hình, ngay cả cái bông hoa của nó mà nó cũng có những cái hạt keo nữa nè, để mà nó bắt mồi, các bạn thấy không? Và đây là hoa của bé nó nè. Tên khoa học của cái cây này gọi là Pinguicula primulifora. Đây là cái cây khá là quen thuộc đối với những anh em nào mà chơi cây bắt mồi cỡ năm 2017 trở đi. Tới 2019 là mình thấy là khá là ít anh em khoe cái cây này rồi. Chủ yếu là anh em chơi những dòng cây nước ngoài là chính. Tiếp theo đó chính là loài Biblis. Biblis này thì như hồi nãy mình cũng đã nói rằng Biblis là cái họ của cây chứ không phải là cái tên thật của nó. Thì đợt vừa rồi trong một cái bài bán mà mình đăng trên Shopee á, mình có để là Biblis liniflora. Khá là nhiều bạn inbox mình hỏi anh ơi sao anh không lên cái hạt của cái cây Biblis đi. Trời ơi, trong khi tôi lên nó chừng dần bên trong này. Thì đây là cái tên full của bé nó, Biblis liniflora. Nói chung là liniflora ra thì các bạn sẽ thấy khá là nhiều bên trong những cái tên gọi của những dòng cây bắt mồi. Đây là một dòng cây gọng, không, nói chung là họ hàng của gọng bó, kiểu giống như là anh chị em họ vậy mọi người. Thì cái cây này để mà phân biệt với gọng bó khá là dễ, đó chính là nó khi mà nó bắt dính con mồi thì á, nó sẽ không có kiểu giống như là nó cuốn lại hay là nó gì cả, nó cứ đứng im vậy mọi người, không cuốn gì cả. Mặc cho cái con mồi nó từ từ nó tiêu hóa thôi. Đây là chính là cái điểm khác biệt của nó so với dòng cây gọng bó Rosea, bởi vậy nó bị tách ra thành một dòng riêng biệt nữa đó mọi người. Rồi thì cái loài này có 8 loài nha. Khá là ít. Rồi tiếp theo hơi hiếm một xíu, đó chính là ấm đất hay còn gọi là Cephalotus nha mọi người. Đây thì các bạn thì theo như thông tin mình tìm hiểu vòng trên hội á, các bạn sẽ thấy Cephalotus này nó có 2-3 lon, nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Hay như mình đi hỏi những anh em chơi lâu năm á thì Cephalotus chỉ có một dòng duy nhất thôi, Cephalotus follicularis. Thì cái dòng này
ti nó mang tên là nắp ấm đất, hay là ấm đất được cái kiểu con rồi để nó có từ ấm nhưng mà lại không có họ nếp bên đét. Hay nó là họ Cephalotus nha mọi người, và đây là hoa của nó này. Mình nghĩ rằng là sẽ khá là ít bạn thấy được cái hoa của nó. À, và đây là cái full hình dáng của cây Cephalotus, bao gồm lá đồ cái kiểu nè, ấm nè, mọc trên giếng sống quá trời luôn. Rồi ok, tiếp theo đó chính là loài Heliamplora, gồm 23 loài. Loài này thì nói chung là cũng tương đối ít, nhưng mà dạo gần đây hoặc là trong tương lai thì có thể là dòng này nó sẽ thành cái cây phổ biến. Và nói thật thì cũng khá là ít anh em trồng được vì cái cây này á, nó khó tính lắm mọi người. Nói chung là khi mà các bạn mới vừa chơi á, mình khuyên chân thành, nếu như mà các bạn có ít kinh phí thì các bạn không nên chơi dòng này. Còn nếu như mà các bạn có nhiều kinh phí thì các bạn có thể chơi, hoặc là các bạn yêu thích cái dòng này quá, các bạn muốn cái cây đầu tiên mà các bạn chơi là cái cây này thì các bạn thoải mái mua. Còn nếu như mà các bạn chơi bình thường thì khi mà mới chơi, mình khuyên chân thành các bạn không nên mua vì thuần dưỡng nó rất là khó luôn mọi người. Và bên tay phải các bạn đang xem đó chính là hoa của cây. Rồi loài tiếp theo đó chính là loài hố bảy rắn hổ mang, nói chung mà tên nó dài quá mọi người. Tên khoa học của nó là Darlingtonia. Thì các bạn nhìn vào chắc chắn là sẽ thấy là nó sẽ khá giống với cái dòng hố bảy vậy á, ship gì. Nói chung là mình sẽ để tên ở đây để các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Thì cái cây này nó khác so với hố bảy, đó chính là cái thay vì cái hố bảy nó chìa lên là nó sẽ có một cái nắp ở trên này nó che mưa, còn cái loài này nó chìa lên, nó mọc lên. Cái này mình cũng không biết gọi nó là cái gì luôn, kiểu như là một cái ống á, thay vì nó đi thẳng cái giờ tự nhiên nó cong quẹo qua một bên, cái miệng của nó sẽ chút xuống dưới và nó sẽ hình thành hai cái này. Thì theo mình, như mình thấy là nó khá là giống với lại cái con rắn hổ mang khi mà nó đang kỹ mình nó sừng lên nha mọi người, y chang luôn, nên nó được gọi là hố bảy rắn hổ mang Darlingtonia. Đây là chính là cái miệng bắt mồi của nó nè, và hoa của bé nó. Nói chung là dòng này số người sở hữu cũng khá là ít và khá là khó trồng để mà lên đẹp nha mọi người. Rồi loài tiếp theo đó chính là loài Stylidium, gồm 300 loài. Các bạn nghe không nhầm đâu, 300 loài. Nói chung là mình cũng không biết sao mình đó là nhiều anh em con cháu gì cô chú bác họ hàng gì như thế này. Quá là nhiều luôn mọi người. Hình như mình thấy là bé nó là nhiều nhất trong loài cây bắt mồi luôn đấy. Thì đây là hình dáng của cái cây Stylidium. Nói chung là trông thì khá là giống với cái cây Pingula và cái cây gọng bó. Cái cây này còn có tên là cái cây đập ruồi nữa nha mọi người. Đập ruồi là nó sẽ đập bằng cái này nè. Và bên trong hình là Stylidium denbili nha. Và bây giờ mình sẽ trình chiếu cái video nói về cái khả năng bắt mồi của cây. Nói chung là cái này thì mình cũng không biết phải gọi, đúng rồi, nó là dòng bắt mồi mọi người. Đây các bạn có thể thấy là nó cái phía trên cái cây, cái thân của nó này nó có những cái hạt xương này. Nói chung là mình thì mình cũng không biết là phải nó là dòng cây bắt mồi hay không, nhưng mà nó được liệt vào dòng cây bắt mồi. Rồi ok, giờ mình sẽ trình chiếu cái clip nha. Và clip này mình trích dẫn từ cái của tài khoản YouTube Sinh Gieo. Các bạn nào thích thì các bạn có thể đăng ký ủng hộ cho họ nha. Rồi ok, trước khi mà bắt đầu video thì mình sẽ có một đối tượng, đó chính là bé ong này. Bé ong này đang kiểu như mình đang muốn thụ phấn cho cái cây Stylidium. Rồi ok, chúng ta cùng bắt đầu video và xem cái cách mà để mà cái cây này nó hoạt động nó như thế nào nha mọi người. Các bạn thấy có cái gì nó di chuyển qua không? Và bây giờ mình sẽ quay chậm cái thước phim này cho các bạn dễ dàng các bạn hình dung hơn nha. Các bạn thấy có cái cây nó đập vô con ruồi, mất cười không mọi người. Nhưng mà cái tốc độ này còn rất là nhanh luôn. Nó chưa, mình á thì mình xem cái hành động này kiểu như là nó kêu là thụ phấn mọi người, hành động thụ phấn chứ không phải là hành động bắt mồi. Nếu như hành động bắt mồi là khi mà nó đập một phát một rồi nó dính luôn rồi, còn cái này con ong có thể thoát được. Thì mình chơi vòng trên những kênh YouTube thì họ gọi là bowling á, hành động thụ phấn. Kiểu giống như là nó đập cái que này lên cho phấn nó dính lên trên cái con ong á, và cái con ong á nó sẽ đem cái phấn đi thụ cho những cái hoa khác vậy mọi người. Và chúng ta cùng xem chậm này nha. Đấy các bạn thấy không, rõ ràng luôn, nó tán đầu cái con ong. Mình phải gọi là tán đầu luôn, đúng nghĩa của nó luôn, vui lắm mọi người.
Rồi ok, thì đây là một cái video chế của mình sau khi mình nhớ được cái meme khá là nổi tiếng. Meme hay còn gọi là meme theo tên phát âm tiếng Anh, nói chung là mình thì mình cũng không biết là mình phát âm đúng hay không. Đây các bạn có thể thấy là chắc là cái meme. Thì các bạn nào mà hay xem video tấu hài chắc là các bạn quen, khá là quen rồi ha. Thì cái video này nó y chang như thế luôn mọi người, y chang luôn à. Và bây giờ mình sẽ không có bình luận thêm và chúng ta cùng tận hưởng cái meme này nha. Đấy các bạn thấy không, y chang như cái meme huyền thoại luôn. Rồi ok, thì sau khi mà mình tạm dừng video để mà mình nghỉ ngơi uống nước được cái kiểu con đà điểu, thì mình phát hiện rằng cái video này đã dài hơn 30 phút rồi nha mọi người. Ôi dồi ôi, mà đằng sau nó còn nữa. Ui ê, đằng sau còn nữa nên thành ra mình sẽ tạm thời mình tách hai cái video này ra thành hai phần. Rồi ok, thì đây là cái tập đầu tiên của series Q&A câu hỏi và câu trả lời. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như bạn thấy clip hay thì nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video Q&A tiếp theo. Và tiếp theo cũng là phần 2 của cái series này luôn à. Và hứa hẹn là series phần 2 là sẽ là trọng tâm luôn nha mọi người. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy clip hay thì nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.